thấy con buồn vậy? Ở công ty có chuyện nữa à? Con biết tại sao không? Dạo gần đây á, giống như thế giới đang chống lại con vậy mà. Sao? Mọi chuyện như thế nào? Thì bản kế hoạch của con nè, con không biết sao người ta không có duyệt. Thì tại vì cái bản kế hoạch của con á, còn nhiều thiếu sót ở trong đó đó. Hôm trước ba vô tình có xem qua, con mở ra đi, ba chỉ cho con. Con sao vậy? Nói cho ba nghe coi. Ba ơi, anh Trí, anh Trí? Anh Trí nói sao hả? Có chuyện gì hả? Ba ơi, anh ngoại tình đó ba ơi. Trời, cái thằng đó nó đi ra ngoài ngoại tình hả? Giờ con nghe lời ba, chuyện gì á thì cũng từ từ, sáng mai rồi giải quyết nha. Nè con nè, Như, con ngủ rồi hả? Để ba đưa con vô phòng. Ông vậy, ông làm gì vợ tôi vậy hả? Mày chịu về rồi đó hả? Hôm nay không dám nói chuyện với tôi vậy đó hả? Mày xếp đồ đi với cô ta luôn đi. Ủa vợ, vậy nói gì vậy, nói nhảm gì vậy vợ? Vợ con ở nhà không đủ để mày yêu thương sao? Mày còn đi ra ngoài mày lăng nhăng người đàn bà khác hả? Sao hai người biết? Mày không muốn cho người ta biết á thì mày đừng có ra ngoài mày làm chuyện đó. Ba, ôm con. Sao về mà không nói ba, để ba ra sân bay ba đón. Dạ thôi, cũng muốn về cho ba bất ngờ. Nè, con mấy năm mà con to cao hơn ba luôn rồi. Ba khỏe không? Nhớ ba quá. Ba, đây là Nhi, bạn gái con á. Dạ, tôi chào bác. Ba,
con. Ba ba, ở đây á, Nhi ngủ phòng con nha ba. Ừ, vậy con có. Thì con ra ngoài sofa ngủ. À, thôi, con vô nhà đi, tắm rửa, nghỉ ngơi, ha. Ba đi nấu cơm. Dạ. Nha, tự nhiên nha con. Dạ. Về nhà thì là vui, về nhà thì là thoải mái. Đúng rồi á. Em tối nay mà em ngủ trong phòng một mình em sợ má, kêu anh vô ngủ chung nha. Giờ không thích kêu mới được chứ sao? Thì sợ má thích ra ghế salon ngủ cùng anh nè. Đúng. Nói được phải làm được đó nha. Chọc anh ấy. Ra lại không? Thôi thôi, mất hứng rồi. Con uống ly nước đá gì cho mát nè. Dạ, con cảm ơn bác nha. Sao? Đi về thấy có mệt không? Con ngồi máy bay không à, có làm gì đâu mà mệt. Cái con bé này chỉ giỏi là lương lẹo. Ủa bác, bác sao vậy bác? Bác, bác có sao không? Chỉ là bác bị nhói tim một chút thôi. À, bác giữ vô đây đi, để con thoa cho. Bác có sao không bác? Ba con bác. Cảm ơn con đã xoa cho bác. Ờ, không có gì đâu, con đi tắm nha. Sao? Từ nay á, ở đây luôn với anh nha. Nhà anh đẹp quá à. Ừ. Nhưng mà con trai anh á, có khó tính không? Em yên tâm đi, nó nghe lời em dữ lắm. Dạ. Dạ thưa ba, con làm cái gì? Ừ. Ủa, ai vậy ba? Đây là bạn ít mà không, là dì của con đó. Từ nay dì sẽ ở đây luôn, con liệu coi đó mà cư xử nha. Dạ, con chào dì. Ừ, dì chào con. Dạ ba, con xin phép vô con thay đồ nha. Ừ. Chào dì. Mà anh, ông nói chuyện với con sao mà lạnh lùng quá vậy? Nó có ngày hôm nay á là phước ba đời của nó rồi đó. Con nuôi của anh mà. Con nuôi hả? Ừ. Đúng là người em chọn, anh tốt quá à. Bây giờ anh đi ra ngoài có công chuyện một tí, em cứ ở đây y như là nhà của em vậy ha. Dạ anh đi cẩn thận nha. Ừ. Tại sao vậy? Tại sao lúc nào cũng phân biệt đối xử tôi hết vậy? Tôi luôn xem ông là ba ruột mà. Sao lúc nào cũng xem tôi là con nuôi quá không? Gì? Chai gì ngồi với? Con có chuyện gì buồn hả? Sao con uống dữ vậy? À, dạ, cũng không có gì. Bạn gái con nó cấm sừng con. Vậy thì
có gì đâu mà con buồn. Cô ta không xứng với con đâu. Dạ không sao đâu chị, con cũng hết lo mày là con hết buồn à. Chúc mừng sinh nhật con nha. Chúc con tuổi mới thành công hơn, vui vẻ hơn nha con. Ủa mà sao dì biết sinh nhật con? Nãy tình cờ dì lướt Facebook nên biết sinh nhật của con. Dạ con cảm ơn dì. Ờ mà thôi con vô phòng ngủ trước thì con mệt rồi. Mấy cái này á để được cái gì vậy? Dạ tập động tác hồi nãy mà con tập á thì giúp cho mình săn chắc cái mông, còn nữ tập thì giúp cho mông nó to hơn. À vậy cậu thích mông to không? Ờ dạ con. Ê, bà chủ ơi, bà chủ làm gì vậy? Ông chủ mà thấy được ông giết con chết á. Có cái gì đâu mà nói nè. Dạ tập thể dục khỏe á vậy chắc làm chuyện đó cũng khỏe lắm đúng không? Tự nhiên bà chủ hỏi cái chuyện đó khó trả lời quá. Thôi chỉ tôi tập với. Bây giờ hả bà chủ? Ừ. Bà chủ vô nghỉ sớm đi, có gì mai con chỉ nha. Chắc là cậu chê tôi nên cậu không muốn tập cho tôi cái gì. À, không có, bà chủ đừng có hiểu gì, hiểu lầm tội con lắm bà chủ. Vậy tập nha. À, dạ, dạ nếu bà chủ muốn thì con chỉ bà chủ tập. Đi vô phòng tôi tập. Thôi bà chủ, tập đây được rồi, vô trong đó làm chi. Nghe coi. Bà chủ, bà chủ, buông ra bà chủ. Bà chủ. Đây. Bà chủ kéo vô phòng như vậy. Vô đây coi, ngồi xuống đi. Bà chủ ơi, ông chủ mà thấy vô phòng này, ông chủ giết con chết á. Ổng đi rồi, có đâu mà thấy. Bà chủ ơi, con sợ lắm bà chủ ơi. Ủa, bà chủ sao vậy? Tự nhiên tôi đau ngực quá à. Bà chủ có sao? Tôi với. Bà chủ. Cậu giúp tôi với. Bà chủ. Ê, bà chủ. Bà chủ, ông chủ thấy ông chủ cạo đầu con nữa. Ơi, yên tâm. Anh chiều em đi. Em sẽ lo hết cho. Nhưng mà con sợ ông chủ biết ông đuổi việc con. Sợ hoài. Có gì đâu. Thanh niên trai tráng khoái muốn chết vậy đó. Dạ. Sao nay cái điều hòa nóng vậy ta? Dạ đúng rồi. Bà chủ ơi.